Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta tải và cài đặt Java ở trên Windows 11, giúp chúng ta chạy được các chương trình trên cái nền tảng Java này. Thì cái cách cài Java nó cũng đơn giản thôi. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cái trang này. Thì link của cái trang này mình sẽ để ở phần dưới mô tả video nhé. Đó. Sau khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ ấn cho mình cái nút màu xanh này để chúng ta bắt đầu tải cái Java xuống. Rồi, ok. Thì sau khi các bạn đã tải được rồi, chúng ta sẽ mở nó lên để bắt đầu cái bước cài đặt nhé. Và mình cũng xin lưu ý là ở cái bước này thì có một số máy nó sẽ không hiện lên một cái gì cả, thì cái cách sửa cái lỗi đấy mình sẽ hướng dẫn ở cuối video này nhé. Rồi, ok, thì đây là cái giao diện cài đặt của cái Java. Thì để bắt đầu cài đặt, các bạn sẽ ấn cho mình vào cái nút install ở phần bên dưới này. Sau đó thì các bạn sẽ đợi cho mình khoảng 2 đến 3 phút thì cái Java này nó sẽ được cài đặt xong. Ok. Và nếu trong quá trình các bạn cài Java này mà nó xuất hiện những cái lỗi gì đấy thì các bạn hãy comment dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ cố gắng mình giải đáp những cái vấn đề đó. Hoặc là những cái người khác người ta cũng biết những cái lỗi đó thì họ cũng có thể giúp cho bạn. Được chưa? Và đó, thì đây là cái giao diện khi chúng ta đã cài đặt Java thành công nhé. Và các bạn ấn Close để tắt đi. Được chưa? Và ok. Thì đến đây cái việc cài Java ở trên Win 11 nó đã hoàn tất. Rồi, thì nếu các bạn nào đã làm được thì đừng quên ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, ở cái phần cuối này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sửa cái lỗi bật cái file cài đặt Java không lên. Nguyên nhân của cái lỗi này là do cái tên người dùng ở trên máy tính của bạn có dấu tiếng Việt hoặc là có ký tự đặc biệt. Do vậy, cái Java nó sẽ không lên. Thì sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta sửa lỗi này. Và cái cách này nó có thể áp dụng được ở trên Windows 10 lẫn Windows 11 luôn nhé. Ok, ở cái bước đầu tiên thì chúng ta sẽ phải kích hoạt cái tài khoản admin bị ẩn lên. Thì để kích hoạt, các bạn sẽ phải có cái dòng lệnh này. Thì cái dòng lệnh này mình sẽ để ở phần dưới mô tả video nhé. Sau đó các bạn sẽ ấn nút Start này. Đó, các bạn sẽ gõ ở trên bàn phím chữ CMD. Sau đó các bạn sẽ nháy chuột phải vào cái biểu tượng này. Các bạn chọn Run as admin này. Đó. Thì đến đây nhá. Các bạn sẽ nháy chuột phải nhá. Nháy chuột phải. Thì nó sẽ dán cái dòng lúc nãy chúng ta vừa copy. Bây giờ các bạn sẽ ấn Enter cho mình. Đó. Thì khi mà nó hiện ra cái dòng này, thì chúng ta đã kích hoạt cái tài khoản admin ẩn thành công. Thấy chưa? Rồi đến bước 2. Đến bước 2 này thì chúng ta sẽ đăng nhập vào cái tài khoản admin mà vừa mới mở. Bây giờ các bạn sẽ ấn cho mình vào nút Start nhá. Đó, sau chúng ta tìm cái biểu tượng này. Đấy, cái tên người dùng của chúng ta. Các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện lên một cái dòng admin này. Được chưa? Là các bạn sẽ ấn vào cho mình. Đấy. Đấy, ok. Thì bây giờ mình sẽ quay bằng điện thoại. Ok các bạn, giờ mình sẽ ấn vào tài khoản admin này. Đó. Thì các bạn đợi một lúc, nó sẽ ra cái màn hình đăng nhập này. Các bạn sẽ ấn vào tài khoản admin mới này nhá. Đó, và các bạn ấn tiếp vào chữ sign in này cho mình. Được chưa? Ok. Sau đó thì máy của bạn sẽ phải đợi khoảng một vài phút để cho nó thiết lập với cái tài khoản admin mới này của chúng ta. Thì các bạn cứ đợi một lúc thôi. Ở cái bước này các bạn đừng có tắt máy nhá, không thì nó bị lỗi đấy nhá. Được chưa? Các bạn đừng tắt máy. Sau khi đợi một lúc thì nó sẽ hiện lên cái bảng như thế này. Ở đây nhá, thì các bạn sẽ ấn cho mình vào cái nút Accept ở bên dưới này nhá. Ấn cho mình cái nút Accept. Ok, thì bây giờ chúng ta đã vào được cái giao diện của tài khoản admin này rồi. Đến đây thì các bạn sẽ mở cái file cài đặt Java bình thường cho mình nhé. Thì khi mà chúng ta cài đặt cái Java ở cái tài khoản admin này thì do cái tài khoản này nó không có ký tự đặc biệt, do vậy là chúng ta có thể mở bình thường không bị lỗi gì cả. Được chưa? Đây là cái bảng cài đặt Java này. Đó, thì mình sẽ không hướng dẫn cài lại nữa. Các bạn thể xem ở phần đầu clip nhé. Đó. Ok. Sau khi bạn cài Java được ở trên cái tài khoản admin này thì bây giờ chúng ta sẽ thoát cái tài khoản admin này ra nhá. Các bạn sẽ ấn lại nút Start cho mình nhá. Rồi chúng ta tiếp tục ấn lại vào cái biểu tượng này. Ở đây các bạn sẽ ấn cho mình nút Sign Out nhá. Sign Out, được chưa? Ấn chính xác vào nút Sign Out cho mình. Sau khi chúng ta ấn nút này thì chúng ta sẽ quay lại cái màn hình đăng nhập này. Đó. Giờ các bạn sẽ ấn lại vào cái tài khoản của mình nhá. Ấn lại tài khoản của mình. Các bạn ấn sign in rồi, được chưa? Đến bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tắt cái tài khoản admin lúc nãy chúng ta đã tạo. Những bạn sẽ lại ấn vào nút start này và chúng ta sẽ gõ tiếp CMD như lúc nãy.
chúng ta lại nhấn chuột phải ở đây và chọn run as admin này. Đó, đến đây thì chúng ta cần một cái dòng lệnh mới. Thì cái dòng lệnh này mình cũng sẽ để ở phần dưới mô tả cho các bạn nhé. Các bạn sao chép nó và chúng ta sẽ lại nhấn chuột phải ở đây để chúng ta dán cái dòng này. Rồi bạn ấn enter. Đó, và khi nó hiện cái dòng này là chúng ta đã thành công. Được chưa? Bây giờ các bạn có thể kiểm tra ấn nút start này, ấn lại biểu tượng này và chúng ta không nhìn thấy cái dòng admin này ở đây nữa. Đó, được chưa? Chúng ta đã tắt được cái tài khoản admin rồi. Đó, thì đó là toàn bộ cái cách để chúng ta sửa cái lỗi không mở được file cài đặt Lava ở trên Windows. Ok. Và trong quá trình các bạn làm, nếu phát sinh một cái vấn đề lỗi gì đó thì các bạn đừng ngại comment dưới phần bình luận, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip này hay thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn ở trong một clip hữu ích lần sau nhé. Bye.